Cô thân chào các em. Ở tiết học trước, các em đã học bài lực đẩy Archimedes và cũng đã biết công thức tính độ lớn lực đẩy Archimedes đó là Fa bằng D nhân V. Trong đó, D được hiểu là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị là Newton trên mét khối. Còn V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, cũng chính là thể tích phần chìm của vật trong chất lỏng, đơn vị là mét khối. Fa là lực đẩy Archimedes do chất lỏng tác dụng lên vật, đơn vị là Newton. Khi vật nhúng trong chất khí, thì công thức này cũng được áp dụng. Thì lúc đó, Fa chính là lực đẩy Archimedes do chất khí tác dụng lên vật. Khi vật nhúng chìm trong chất lỏng, vật chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes hướng lên trên. Thế thì tại sao khi thả hòn bi gỗ vào trong nước thì hòn bi gỗ lại nổi, còn hòn bi sắt lại chìm? Có bạn cho rằng hòn bi sắt nó nặng hơn hòn bi gỗ nên nó bị chìm trong chất lỏng. Vậy có phải một vật nặng hơn thì bị chìm hay không? Chúng ta thấy con tàu nó nặng hơn rất nhiều so với hòn bi bằng sắt hoặc là bằng thép. Nhưng tại sao nó lại nổi được trên mặt nước? Vậy thì điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng trong chất lỏng như là như thế nào? Bài 12, sự nổi. Các em quan sát trên màn hình, đó là hình ảnh của tàu ngầm. Vậy tàu ngầm muốn lặn sâu xuống vào trong nước hoặc nổi trên mặt nước cần điều kiện gì? Một la mã, điều kiện để vật nổi, vật chìm. Câu hỏi thứ nhất, một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào? Các em đã biết, bất kỳ một vật nào cũng chịu tác dụng của trọng lực. Và khi nhúng trong chất lỏng hoặc chất khí, nó còn chịu tác dụng của một lực nữa, đó là lực đẩy Archimedes. Về phương chiều của hai lực đó, ta có nhận xét như sau. Cả hai lực đều có phương thẳng đứng, có nghĩa là hai lực này cùng phương, nhưng chiều ngược nhau. Trọng lực có chiều từ trên xuống, còn lực đẩy Fa có chiều từ dưới lên. So sánh độ lớn của hai lực thì có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, P lớn hơn Fa. Trường hợp thứ hai, P bằng Fa. Trường hợp thứ ba, P nhỏ hơn Fa. Vậy, ứng với 3 trường hợp đó thì ta sẽ biểu diễn các vectơ lực tương ứng như sau. Nếu trường hợp thứ nhất xảy ra, vật sẽ như thế nào? Các em đã biết, vật chịu tác dụng của hai lực. Nếu hai lực đó có độ lớn không bằng nhau, cùng phương ngược chiều, thì vật sẽ chuyển động theo hướng của lực lớn hơn. Vậy, vật sẽ chuyển động xuống phía dưới. Hay ta nói cách khác là nó bị chìm xuống đáy của bình. Trường hợp thứ hai, hai vectơ lực này cùng phương ngược chiều và có độ lớn bằng nhau. Đó là hai lực cân bằng. Vật sẽ đứng yên. Hay nói cách khác, lơ lửng trong lòng chất lỏng. Trường hợp thứ ba, nếu lực đẩy Fa lớn hơn trọng lượng P, vật sẽ chuyển động theo phía của lực lớn hơn. Vì vậy, vật sẽ chuyển động lên trên, nổi trên mặt thoáng của chất lỏng. Vậy điều kiện để vật nổi, vật lơ lửng, vật chìm trong chất lỏng là gì? Khi nhúng một vật vào trong lòng chất lỏng, vật sẽ chìm xuống khi độ lớn của trọng lực, đó là trọng lượng P, lớn hơn Fa. Vật sẽ lơ lửng, hay nói cách khác là đứng yên, khi P bằng Fa. Vật nổi lên mặt thoáng của chất lỏng khi nào? Khi P nhỏ hơn Fa. Ta xét trường hợp thứ ba.
là trường hợp vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng, thì độ lớn của lực đẩy Archimedes được tính như thế nào? 25A. Các em theo dõi thí nghiệm ảo. Có một miếng gỗ thả chìm vào trong nước. Ta thấy miếng gỗ sau đó sẽ nổi trên mặt nước. Vậy khi miếng gỗ thả vào trong nước, nó nổi trên mặt nước vì giống như ta vừa phân tích là trọng lượng P của miếng gỗ nhỏ hơn lực đẩy Archimedes Fa của nước tác dụng lên miếng gỗ. Các em hãy chú ý lắng nghe cô phân tích cái trường hợp mà lực đẩy Fa lớn hơn trọng lượng của vật. Quan sát trên màn hình, các em thấy ở trường hợp này độ lớn của lực đẩy Fa lớn hơn trọng lượng của miếng gỗ. Vì vậy, miếng gỗ sẽ chuyển động đi lên phía trên. Nó được thể hiện bằng các hình vẽ. Mỗi một hình vẽ này là một vị trí tiếp theo của miếng gỗ. Trong tất cả các hình vẽ đó, thì trọng lực P tác dụng lên khối gỗ là như nhau. Lý do là cùng là một vật. Nhưng ta xét xem, lực đẩy Archimedes trong các vị trí tiếp theo là có như nhau hay không? Đối với hình thứ hai, ta thấy khi vật chuyển động đi lên, nhưng vật vẫn còn chìm hoàn toàn trong lòng chất lỏng, thì lực đẩy Fa nó bằng với hình vẽ ban đầu, bằng với cái vị trí ban đầu. Nhưng đến cái vị trí mà nó bắt đầu nhô một phần lên không khí, ví dụ như là hình vẽ thứ ba, thì lực đẩy Archimedes lúc này giảm dần. Nó chuyển động đi lên đến khi nào thì nó dừng lại. Các em thấy, khi phần nhô lên mặt thoáng của chất lỏng, tức là nhô lên ở trong không khí, càng nhiều thì lực đẩy càng giảm. Nó giảm đến khi mà độ lớn của lực đẩy lúc này bằng với trọng lượng của vật. Vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương ngược chiều và cùng độ lớn, đó là hai lực cân bằng, nên vật không chuyển động nữa, vật sẽ đứng yên. Lúc này ta nói vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng. Vậy ở vị trí ban đầu với vị trí cuối cùng, kem thấy trọng lực P là như nhau, nhưng lực đẩy Fa1 nó khác với lực đẩy Fa2. Khi vật chìm hoàn toàn trong lòng chất lỏng thì lực đẩy Fa1 nó lớn hơn với cái trường hợp vật nhô lên trên khỏi mặt chất lỏng. Đó là Fa. Câu C3. Khi miếng gỗ thả chìm hoàn toàn vào sốc nước, nó lại bị nổi lên vì cái trọng lượng P của miếng gỗ nhỏ hơn lực đẩy Archimedes, ta đã đặt tên là Fa1 rồi. Vậy nó nổi lên đến khi nào? Nó nổi trên mặt nước đến khi trọng lượng của nó và cái lực đẩy Archimedes nó cân bằng nhau. Vật đứng yên vì hai lực này đó là hai lực cân bằng. Lúc sau, lực đẩy Archimedes ta đặt tên là Fa2, nó sẽ bằng với trọng lượng của vật. Các em chú ý, lực đẩy Archimedes khi vật chìm hoàn toàn trong lòng chất lỏng nó khác với lực đẩy Archimedes khi vật nổi trên mặt chất lỏng, còn trọng lượng P là như nhau. Độ lớn của lực đẩy Archimedes luôn tính bằng công thức Fa bằng D nhân V. Và D là trọng lượng riêng của chất lỏng. Nhưng còn V chúng ta hiểu là gì? Khi vật chìm hoàn toàn trong lòng chất lỏng thì V cũng chính là thể tích của toàn bộ vật. Nhưng khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì chỉ có một phần vật chìm trong lòng chất lỏng thôi. Vậy đối với câu trắc nghiệm sau thì các em sẽ chọn câu nào? V
Câu A, V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ. Câu B, V là thể tích của cả miếng gỗ. Câu C, V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước. D, V là thể tích được gạch chéo trong hình. Vậy câu nào sẽ là câu không đúng? Các em thấy câu B sẽ là câu không đúng vì khi này miếng gỗ không chìm hoàn toàn ở trong nước. Cho nên FA ta luôn luôn hiểu là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ cũng chính là thể tích phần chìm của vật. Câu đó luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng, các em biết FA bằng P, hai lực cân bằng. Trong đó FA được tính bằng công thức D nhân V, với chú ý V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng, đơn vị cũng là mét khối. Ví dụ, con tàu đang nổi trên dòng sông. Thì lúc này, tại sao con tàu nổi trên dòng sông? Vì trọng lượng của con tàu bằng với lực đẩy FA là lực đẩy của nước tác dụng lên con tàu. Phải hiểu V là phần thể tích chìm của con tàu ở trong nước. Phần thể tích chìm ở đáy. Vận dụng điều đó, các bạn hãy làm câu C6. Ở đây, thực tế, không ai người ta đi so sánh trọng lượng của vật và lực đẩy Archimedes, mà người ta thường so sánh trọng lượng riêng của vật với trọng lượng riêng của chất lỏng. Câu C6, các em hãy vận dụng kiến thức vừa học, hãy chứng minh vật sẽ chìm xuống khi D vật lớn hơn D chất lỏng, có nghĩa là trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Vật sẽ lơ lửng khi trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của chất lỏng, hoặc vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Để chứng minh được ba trường hợp đó, thì chúng ta xuất phát từ công thức trọng lượng của vật bằng D vật nhân V. Cô nhấn mạnh lại này, trọng lượng của vật bằng D vật nhân V. Ví dụ, trọng lượng của nước sẽ bằng D nước nhân V. Trọng lượng của sắt sẽ bằng D sắt nhân V. Trọng lượng của không khí sẽ bằng D không khí nhân V. Đấy là trọng lượng của một vật. Vật có thể ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí. Nhưng lực đẩy FA thì khác. Lực đẩy FA cũng bằng công thức D nhân V, nhưng ta hiểu D ở đây không phải là D vật. Vật có thể là vật rắn, nhưng thả vào trong chất lỏng thì ta phải lấy D của chất lỏng nhân với V. Ở đây D khác nhau. Để chứng minh được câu C6, hãy dựa vào kiến thức chúng ta vừa được học. Vật chìm xuống khi trọng lượng P lớn hơn FA. Vật lơ lửng, hay nói cách khác, vật đứng yên trong lòng chất lỏng khi P bằng FA. Vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng khi P nhỏ hơn FA. Và kết hợp hai công thức, đó là trọng lượng của vật và công thức tính lực đẩy FA. Hãy chứng minh ba trường hợp: vật chìm xuống khi D vật lớn hơn D chất lỏng, vật lơ lửng khi D vật bằng D chất lỏng, vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng khi D vật nhỏ hơn D chất lỏng. Đối với trường hợp thứ nhất, tại sao con tàu lại nổi, hòn bi sắt lại bị chìm? Thế bây giờ ta đi so sánh trọng lượng riêng của vật với trọng lượng riêng của chất lỏng. Ta biết được là khi P mà lớn hơn FA thì vật sẽ chìm xuống. Mà P thì bằng D vật nhân V, còn FA thì bằng D chất lỏng nhân V. Vậy V giống nhau, ta gạch bỏ. Cho nên cuối cùng, thay vì viết P lớn hơn FA, ta có thể dựa vào trọng lượng riêng là D vật lớn hơn D chất lỏng.
vật chìm xuống. Ví dụ hòn bi sắt, D sắt bằng 78.000 newton trên mét khối. D nước là 10.000 newton trên mét khối. Vậy rõ ràng D vật lớn hơn D chất lỏng, nên thả hòn bi sắt vào nước, kiểu gì nó cũng bị chìm nghỉm xuống trong nước. Trường hợp thứ hai là vật lơ lửng trong lòng chất lỏng khi P bằng FA. Hay D vật nhân V sẽ bằng D chất lỏng nhân V. Gạch bỏ V đi, ta sẽ suy ra vật lơ lửng khi D vật bằng D chất lỏng. Thay vì so sánh trọng lượng P và lực FA. Tương tự như vậy, đối với trường hợp vật nổi trên mặt chất lỏng, đó là trường hợp thứ ba, đó là khi P nhỏ hơn FA. Có nghĩa là D vật nhân V nhỏ hơn D chất lỏng nhân V. Gạch bỏ V đi, thì ta sẽ suy ra D vật nhỏ hơn D chất lỏng. Như vậy, ta chỉ cần so sánh D vật với D chất lỏng, ta sẽ được vật chìm trong lòng chất lỏng khi nào, vật lơ lửng trong lòng chất lỏng khi nào, hoặc vật nào sẽ nổi trên mặt chất lỏng. Phần có thể em chưa biết sẽ giúp các em hiểu rõ điều kiện vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng. Đây là biển chết. Ở đây, nồng độ muối rất lớn, độ mặn rất lớn. Trọng lượng riêng của người khoảng 11.214 newton trên mét khối, còn trọng lượng riêng của nước là 11.740 newton trên mét khối. Vậy tại sao một người không cần biết bơi nhưng tắm ở biển chết lại không bao giờ chìm? Qua phần vừa học, ta đi so sánh trọng lượng riêng của vật với trọng lượng riêng của chất lỏng. Ta thấy D người nhỏ hơn D chất lỏng. Vậy, trường hợp này, vật luôn nổi trên mặt thoáng của chất lỏng. Quay trở lại câu hỏi ở đầu bài. Thế tại sao con tàu bằng thép? Nó rất nặng, nặng hơn rất nhiều hòn bi bằng thép, mà nó lại nổi được trên mặt nước, còn hòn bi thép lại chìm. Biết rằng, tàu không phải là một khối thép đặc, mà có nhiều khoảng rỗng. Câu hỏi này được trả lời như sau. Con tàu nổi được là do nó không phải là một khối thép đặc. Cái vỏ bên ngoài của nó là khối thép, là thép thôi. Nhưng bên trong con tàu nó có nhiều khoảng trống chứa không khí. Nên khi xét về trọng lượng riêng của con tàu, lấy P chia cho V, ta sẽ thấy trọng lượng riêng của cả con tàu sẽ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. Chính vì vậy, con tàu sẽ nổi được trên mặt nước. Vậy con tàu sẽ bị chìm khi nào? Khi nó bị thủng và khi đó nước tràn vào, lúc này trọng lượng riêng của con tàu sẽ được tăng lên. Và nó sẽ lúc đó nó sẽ lớn hơn trọng lượng riêng của nước. Vì vậy, con tàu nếu như bị nước tràn vào nó mới chìm, còn nếu nó rỗng nó chứa không khí thì nó không chìm nổi. Còn hòn bi thép mặc dù nó nhỏ nhưng nó lại đặc, là do ta xét trọng lượng riêng của thép, nó lớn 78.000 newton trên mét khối, lớn hơn trọng lượng riêng của nước là cỡ 10.000 newton trên mét khối, của nước biển là 10.300 newton trên mét khối. Thế thì tàu ngầm, tại sao lúc nó nổi được, lúc nó lơ lửng và lúc nó lại chìm sâu vào trong nước? Vì tàu ngầm là loại tàu có thể chạy ngầm dưới mặt nước, phần đáy tàu có nhiều ngăn, có thể dùng máy bơm để bơm nước vào hoặc đẩy nước ra. Nhờ đó, ta có thể thay đổi trọng lượng riêng của con tàu. Các em chú ý, thể tích của con tàu không đổi, nhưng khi bơm nước hoặc rút nước ra là ta đã làm thay đổi trọng lượng riêng của con tàu. Khi đó, trọng lượng riêng của con tàu có thể lớn hơn, có thể bằng hoặc có thể nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước, cho nên tàu có thể nổi lên, chìm xuống
hoặc lơ lửng trong lòng chất lỏng. Khi các em đi tàu, thuyền thì phải mặc áo phao đề phòng trường hợp xảy ra là tàu thuyền nó bị thủng mà nước tràn vào thì người chúng ta sẽ không bị chìm. Tại sao vậy? Vì áo phao nó làm bằng vật liệu không thấm nước. Bên trong có lớp xốp nhẹ. Khi mặc áo phao vào người thì nó làm cho trọng lượng của người và áo phao, trọng lượng riêng của người và áo phao nhẹ hơn trọng lượng riêng của nước. Vì vậy, người sẽ được nổi trên mặt nước. Vậy khí cầu bay lên cao được là nhờ đâu? Do được bơm khí nhẹ nên trọng lượng riêng của khí cầu nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí. Vì vậy, khí cầu dễ dàng bay lên cao. Hiện tượng nổi, lơ lửng, chìm cũng xảy ra khi chất lỏng hay chất khí không hòa tan với nhau. Ví dụ cho đê dầu là 8.000 newton trên mét khối, đê nước là 10.000 newton trên mét khối. Nếu trộn lẫn dầu với nước, dầu không hòa tan vào trong nước thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Khi đó, dầu sẽ nổi trên mặt nước. Các em về nhà học bài và làm bài tập trong đề cương ôn tập học kỳ 1. Tiết sau, cô sẽ ôn tập những bài tập trong cái đề cương. Bài học ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Tạm biệt các em.